Chào các bạn. Không biết là sau trận chung kết cúp C1 thì các anh em đã về bờ chưa? Mình thì nằm bên nên là mình cũng có một tí lộc. Và hiện tại khi mà bóng đá thế giới chưa quay trở lại thì Intel lại đang tổ chức một giải đấu game online có tên là Arena Master Valorant Online Tournament với tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn 100 triệu đồng. Và mình quyết định là sẽ try hard Valorant để thi đấu, biết đâu lại có giải phải không nào? Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ phải build một PC đã. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại số 43 Thái Hà, Hà Nội. Đây là địa điểm showroom của Hà Nội Computer. Và ngày hôm nay chắc chắn mình sẽ build được một cây như ý để trở về nhà và try hard với tựa game Valorant. Đi nhá. Chào bạn. À, mình bây giờ mình muốn build một cái cây PC ấy mà nó vừa có thể stream vừa có thể chơi Valorant. Tài chính thì cũng không nhiều lắm, 40-45 triệu thôi. Nhưng mà yêu cầu của mình là phải nhỏ gọn. À, thôi, em mời anh qua đây, em cứ bấm chọn linh kiện. Ơ, cái này là loa Bluetooth, đây là cây đây. À, đây là một cái mã vỏ cây dạng mini ITX mới được ra mắt của Cooler Master, có số ký hiệu là NR200. Hay hay ấy nhá. Ừ, rất hợp với cái nhu cầu của mình. Vâng. Con này thì nó rất là nhỏ, tinh tế, mình có thể đặt ở trên bàn làm việc thì nó rất là đẹp. Ờ, thi thoảng mình zoom cái webcam vào đúng không? Đấy, mình khoe cái này là cái loa thôi. Anh em bảo thì loa thì khủng thế. Cái này thì mình show off nó rất là đẹp. Được đấy. Chốt cái cây này đi. Anh thấy bạn bè anh hay dùng cái i9 9900 ấy. Nghe nói là ngon lành, livestream ổn lắm. Vâng, đấy là cái mã i9 9900K ấy ạ. Thực ra thì với cái phân khúc mức giá là từ 15 đến 20 triệu ấy thì mình hoàn toàn có thể build một cái bộ máy chơi game mượt mà được cái game Valorant và mình có thể livestream cơ bản rồi. Nhưng mà tuy nhiên là nếu mà mình muốn cho được ra cái chất lượng hình ảnh livestream tốt nhất và cũng như là sự ổn định trong suốt quá trình mình đang chờ cái phân giải box setting ấy, em nghĩ cái sự lựa chọn i7 10700KS nó là cái hợp lý nhất. Vì cái số nhân, số luồng và cũng như mức xung luôn là tương đương với 99K đều là 8x16 luồng. Nhưng quan trọng nhất là nó lại rẻ hơn là 2 triệu đồng. Một cái sự gọi là thay đổi rất lớn. Đây là cái chip mới nhất đến từ thương hiệu Intel. Cũng là sự lựa chọn tốt hơn dành cho anh ở cái thời điểm hiện tại. Ơ, thế chip 10K mà lại rẻ hơn 9K? Vâng. Tiết kiệm được gì thì hay cái đấy thôi. Thế chốt cho anh con đấy đi. Nhưng mà main đi kèm với nó là như thế nào? Vâng. Vì anh thích cái cây NR200 của Cooler Master. Nó là một cái vỏ cây, cái size ITX. Thì mình sẽ lựa chọn một con ITX để phù hợp với cái vỏ cây đấy. Thì với cái nhu cầu của anh và cũng như là tốt cái hiệu năng ấy, thì mình sẽ lựa chọn cái mã Z190 ITX đến từ thương hiệu Gigabyte. Đó là cái dòng Z190i Aorus Ultra. Và nhu cầu của mình là livestream cũng như là chơi game Valorant ở cái mức max setting thì mình sẽ phải lựa chọn một cái VGA cỡ RTX 2070 đổ lên. RAM chắc chắn phải là 16GB rồi. Khi mà mình livestream ấy nó sẽ không bị drop và nó rất là mượt mà. Ờ, nãy giờ nghe nhiều đấy nhưng mà hình như đang thiếu cái gì em nhỉ? Vâng. Hiện tại thì bộ PC của mình chỉ còn nốt tản với nguồn là sẽ hoàn thiện. Nguồn? Còn tản với nguồn hay là? Nếu mà về nguồn ý, thì mình nên chọn cái mã Corsair F600 Platinum à? Nghe có vẻ hoành tráng. Bây giờ anh toàn nghe thuật ngữ hoành tráng thôi. Hay. Và cái mã ITX rất là phù hợp của Corsair. Nếu nói về tản ý, thì cái vỏ cây của anh nó là cái dạng ITX hỗ trợ cái dòng tản All-in-One RAT 240. Tản nước à? Vâng, nó gọi là tản nước. Tản nước. Mình sẽ chọn cho anh một cái mã gọi là tốt nhất bây giờ đến từ thương hiệu EK, đấy là mã EK All-in-One 240. Quan trọng là nó gọn đẹp nữa. Vâng, đấy, đúng yêu cầu ban đầu. Show off được. Ừ, chứ không build team, xin lỗi, build cây. Sau đấy là đi xa quá, nó lại không nhỏ nữa thì dở. Nhưng mà thế thì tổng là hết bao nhiêu tiền rồi nhỉ? Vâng, hiện tại thì tổng thiệt hại đang là hết 45.032.000 đồng. Ngoài ra thì bên em đang có cái chương trình ưu đãi dành cho khách hàng BBC ở bên em có tên là Chào Năm Học Mới. Ơ, Chào Năm Học Mới? Mà streamer rồi những người thất học như mình từ lâu rồi vẫn được khuyến mại á? Vâng, cái này nó là cái chương trình gọi là áp dụng cho tất cả các khách hàng khi build máy ở Hà Nội Computer ấy. À. Tức là mình sẽ được chọn một sản phẩm bất kỳ trị giá 2.800.000 đồng
hoặc là thực tế hơn là trừ luôn 2.500.000 đồng vào giá, vào giá máy luôn. Bill cây là... khéo thế nhở? Tức là này, vừa đúng yêu cầu 45 triệu, sau đấy lại còn trừ tiền đi nữa. Thế cho anh tiền mặt đi. Tiền mặt nhanh có tiền ở FC lắm đúng không? Vâng, thì mình sẽ được trừ luôn 2.500.000 vào giá anh nhé. Ok, hợp lý đấy. Vâng. Sau khi lắp đặt máy thành công thì mình cũng đã test lại một lượt với Valorant, một tựa game rất mới và hay. Và cũng như mình đã nói ở đầu thì lần này Việt Nam LAN Party sẽ khởi động một giải đấu đấu trường máy tính 2020 Arena Master, và tựa game thi đấu lần này Valorant này các bạn. Thời gian diễn ra giải đấu vòng loại từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 19 tháng 9, ngày 20 tháng 9 và ngày 26, 27 tháng 9 năm 2020. Chung kết sẽ diễn ra vào ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 10 năm 2020. Đặc biệt, Hà Nội Computer Valorant Tournament ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2020 được phát sóng trực tiếp trên fanpage đấu trường máy tính và các kênh đối tác khác. Phần thưởng của giải đấu thì vô cùng hấp dẫn với tổng giải thưởng lên tới hơn 170 triệu đồng. Chi tiết thì mình có để link ở phần mô tả video. Anh em nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì mình mang máy về đây.